Hello, xin chào các bác đã quay lại với cửa hàng anh Kỳ Audio. Hôm nay bên cửa hàng anh Kỳ tiếp tục là đang bắt đầu khui luôn cho anh em. Đây là trước mặt các bác, đây là lô loa sử dụng tép Sirison anh em nhé. Đó, và chắc chắn nhìn cái tem này thì anh em đoán được lô loa gì đúng không các bác? Thì bên cửa hàng anh Kỳ thì ngày hôm nay thì sáng thì em bị mất giọng anh em ạ. Chiều bắt đầu không biết mấy hôm nay sao mà bị mất giọng. Đấy, chiều bắt đầu là thợ bắt đầu tháo anh em ơi. Nhưng mà trước mặt các bác đây vẫn là một lô loa siêu khủng luôn anh em nhé. Các bác nhìn là sẽ thấy là chúng mà các bác, đây là lô loa LBKI tiếp theo bên gà anh Kỳ đó. Và 100% thì hầu như anh em nào mà chơi loa thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta sẽ đợi một lô loa khủng tiếp theo bên gà anh Kỳ với chiếc bát nó cũng tựa giống như loa Doublet anh em nhé, nhưng mà khác một chút. Đây là một dòng loa nó sở hữu cho mình, đó là tép Sirison anh em này, đó Sirison 1745 anh em nhé. Chắc tép thì cực kỳ ngon rồi. Nói chung là tép Sirison thì hầu như karaoke gia đình thì anh em có là khoái rồi, không phải nghĩ ngợi đâu mọi người. Đây anh em, đó chỗ đây loa LBKI này, đây anh em nhé. Còn bên đây này, bên này là bát của loa Doublet này. Đấy, bên này hôm nay là sẽ làm hai lô liên tục luôn các bác nha. Ui trời, bát LBKI nhìn nó chất lượng anh em nhỉ, nhìn nó chất thật mọi người nhỉ. Đó, anh em nhìn thấy ok không mọi người? Đây mọi người, nặng lắm, nhìn cái bát luôn này anh em, nhìn cái đít nó đã giá mà đúng không mọi người. Nó thật sự luôn, đấy là loa LBKI anh em này. Đó, lửa cái phân tần này siêu gấu siêu khủng luôn anh em nhé. Hai nằm nhôm hai bên. Đây, cái này thì mai sẽ vệ sinh xong xong cùng với lò giờ xếp luôn. Anh em thích là em lên lò giờ xếp luôn cho mọi người. Thì anh em nên nhớ là Doublet hay giờ và cái y nó là một thương hiệu khác anh em nhé. Đó, thật sự mọi người luôn là bên mấy hôm nay bên anh Kỳ sẽ tập trung cho anh em là những dòng lò khủng. Đây, và cái hai nữa là anh em thấy này. Đây, lửa cái y nó sử dụng đó là tép Sirison. Đây anh em, đó Sirison này. Đây trên tép Sirison nó cũng có tem của LBKI này, cũng giống như Full 25. Thì như anh em thấy là Full 25 LBKI đây anh em, gần hết rồi anh em. Còn mấy đôi nữa đây, đây là Full 25 LBKI này. Đó, Full 25 LBKI là có mấy đôi, còn đây là Doublet này. Hôm nay thì Doublet cũng đang được sơn gần như là ok hết cho mọi người rồi. Đấy, bắt đầu trả đơn rồi anh em. Sáng nay em trả hai đôi rồi anh em. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cặp. Sáng nay trả đơn cho anh em hai đôi rồi. Đấy, ngon lành cho mọi người. Đó, và cái hai nữa đây là LBKI đây anh em, 25 đây. Nói chung là LBKI 25 thì còn mấy cặp cuối cùng đây anh em ơi. Đấy, anh em này. Bát 25 của nó là nó sử dụng dòng mát tương tự như giờ xếp, đó là bát BMC của thằng CF anh em nhé. Rồi còn 30 thì chiều nay bắt đầu mới kéo được mấy cặp về thôi. Đấy, vệ sinh một lúc luôn anh em ạ. Đó, hôm nay nhá hình trước cho mọi người. Anh em nhìn thấy khủng không? Nói chung là càng về Tết ấy thì bên cửa hàng Kỳ sẽ là càng lựa chọn anh em những lô lò nó khủng khủng. Về anh em chơi nó đã. Nói chung là khi lên bộ dàn những bộ này thì nó rơi vào tầm đâu đó là gần 20 triệu bộ. Đấy, nhưng mà chúng ta đổ lại được cái chất âm cực kỳ ngon. Chúng ta đi co một chút này. Đấy, co một chút về lò LBKI đây anh em. Đó, đây, em lôi lại cho mọi người. Nói chung là nó cũng là rất là ok rồi anh em. Đấy, LBKI là nó là X12+ 400W một chiếc cho mọi người, 8 ohm, 98 decibel, 45Hz hay 20kHz 45Hz nhé. Đây, tem của LBKI đây anh ạ. Thùng vách ok. Nói chung là thùng cân sâu, nó cũng nhìn cái thùng nó chắc chắn phết đấy mọi người. Những cái thùng vách nó chắc chắn luôn anh em ạ. Thì cái loa này thì bên cạnh cái giá dự kiến luôn cho anh em ở đâu đó khoảng tầm trên dưới 10 triệu. Nói chung là mai lô hết ra bắt đầu là mới thống kê được cái giá trị chính. Nói chung là lúc khi vệ sinh xong đấy sẽ lên cụ thể luôn cho toàn thể các bác. Nên là những anh em nào mà đăng ký trước LBKI này thì em chỉ có 7 cặp thôi. Nói chung là đọc luôn cho anh em là có 7 cặp thôi. Nó khá là ít, nói chung là ok anh em, nói chung là 7 cặp với 10 bộ cặp Doublet thì lên cho anh em đủ một lô, với lại giờ CF nữa thì đủ để ghép bộ dàn cho anh em. Đấy, trong vòng 1 tuần 2 tuần là sẽ hết loại này thì ta sẽ chuyển loại khác thôi mọi người. Lo gì đâu, không thiếu lo luôn anh em nhé. LBKI thì cái chất lượng màng nó sẽ là phụ cho anh em là chống nước nhé. Đó, gần này sóng dầu dưỡng thì kín mít luôn. Đấy, nói chung là con này thì lên cho anh em đây cũng là một dòng loa, nó luôn là phân khúc cận cao cấp đây. Phân khúc cận cao cấp để cho mọi người. Tép về tép Sirison rồi. Nói chung là tép Sirison thì anh em nào dùng loa là các bác biết rồi. Trong phân khúc gia đình hay cái tép Sirison 1745 này anh em đi sự kiện được mà. Được cho mọi người. Nói chung là đây cũng là một dòng tép có là nổi tiếng luôn. Một dòng tép về nó luôn là tép bát tép về là cái bát tép Sirison nó là một dòng là gọi như là cực kỳ phổ biến. Đấy, chất tép nó ra hay, mịn, sáng. Đấy, bắt đầu mai sẽ tập trung vệ sinh luôn cả một lít luôn anh em nhé. Đây, bữa nào mà thích đăng ký trước để em có liên hệ bên gành kì. Nói chung là bác nào mà thích về tự vệ sinh ấy thì là sẽ giá sẽ hợp lý hơn cho anh em một chút. Về tự vệ sinh nhá. Đây em chưa vệ sinh đâu. Rồi, cho mọi người mai bắt đầu mình tập trung vệ sinh cho anh em luôn cả hai lô luôn. Doublet thì hôm nay là gần xong rồi, mai nữa là ok thôi anh em. Mai nữa là xong thôi. Nói chung là Doublet thì lên đâu là cháy đó anh em ạ. Nói chung là mai vệ sinh thì bắt đầu trả đơn tiếp thôi anh em.
Double LED thì giá là 13 triệu rưỡi anh em ạ. Double LED anh em nhé. Đấy. Double LED 13 triệu rưỡi một cặp. Tép họng gang 1745 để cho mọi người. Đó, ok các bác. Các bác đang xem và cho những kênh live đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp các bác ạ. Xin chào mọi người. Hôm nay thì em không lên live stream mọi người được. Cố gắng ngày mai để cải thiện được cái giọng nó quay lại mọi người nhé. Xin chào các bác ạ.